Ngọc xin chào các cô chú, anh chị em và các bạn. Trong cái video hôm trước khi mà Ngọc làm mà nói về cái ảnh hưởng của bưởi lên những cái chất, cái thuốc mà mình uống mà dùng cho cao mỡ đó, thì sau đó có một số câu hỏi của các cô gửi vào cho Ngọc và hỏi như ok, nếu như mà bị ảnh hưởng như vậy thì có thể nào mình ăn bưởi buổi sáng, tức là mình cái thời gian mà mình có thể tách rời cái giữa cái thuốc cao mỡ đó mà statin đó, hồi đó cái trong cái video đó Ngọc nói là cái thuốc statin đó với lại cái bưởi, mình có thể là coi như là tách riêng nó một khoảng thời gian nào đó thì nó có ok hay là không. Thì với như Ngọc có trả lời các cô rồi, nhưng mà Ngọc thấy những cái thông tin đó nó cũng rất là quan trọng, cho nên thành ra Ngọc mới làm cái video tiếp này. Và thêm vào đó nữa, không chỉ nói về tới cái tác gọi là cái ảnh hưởng của bưởi lên cái thuốc cao mỡ statin không thôi, mà Ngọc nói chung hết tất cả những cái thuốc khác nó như thế nào, để mà coi như là mình có đại khái là cái khái niệm tổng quát luôn tất cả những cái sự ảnh hưởng của bưởi lên mọi cái thuốc luôn, chứ không cứ phải chỉ là cái thuốc cao mỡ hay là không thôi. Thì thứ nhất nói về cái trả lời cái câu hỏi mà hồi nãy mà Ngọc nói là các câu hỏi là có thể mình tách rời giữa cái việc ăn bưởi đó với lại uống thuốc đó một khoảng thời gian nào đó thì nó có ok hay là không, thì cái câu trả lời đó là không. Lý do là vì cái đó, những cái chất của trong bưởi đó nó đã vào trong máu rồi, và khi nó vào trong máu rồi thì cái thời gian hoạt động của nó không có thể nào nói là trong khoảng thời gian nào đó thì nó ra khỏi máu để mà ok đó, thành ra không thể nào như vậy được. Cho nên nếu như mà mình đã ăn bưởi, hay là bưởi là một cái gì đó mình thích ăn và dĩ nhiên nó có những cái công dụng tốt của bưởi rồi đó, thành ra nếu như mà mình đã thích ăn cái đó rồi đó thì cái cách tốt nhất là khi mà bác sĩ cho mình những cái thuốc gì mà mình bắt đầu một cái thuốc gì mới hay này kia đó, tất cả những cái thuốc uống thì khi mà mình bác sĩ cho mình đó thì mình có thể hỏi liền ở ngay đó, tại vì bác sĩ có thể thay đổi qua những cái khác, thuốc khác, chứ không nhất thiết phải cho mình cái thuốc đó đó. Thì nếu như mình là cái người biết mình là hay ăn bưởi hay thích ăn bưởi chẳng hạn, thì mình nên nói chuyện với bác sĩ là ờ cái thuốc này có ảnh hưởng trong cái vấn đề, có ảnh hưởng với cái chuyện bưởi thế này kia không, để coi thử bác sĩ nói như thế nào đó. Và thêm vào nữa là nếu như mà quên ở bác sĩ rồi thì có thể khi mà lấy nha thuốc ở nhà thuốc thì có thể hỏi dược sĩ để mà coi thử là như thế nào, có bị ảnh hưởng hay là không. Nhưng mà nếu như mà đã bị ảnh hưởng rồi, cái cách tốt nhất theo Ngọc nghĩ là nếu như mà đã hỏi ngay, nhớ nhớ cái câu đó và hỏi chỗ bác sĩ liền. Tại vì nếu như có vấn đề gì đó mà mình bác sĩ biết rằng là mình ăn bưởi thường xuyên đó, hay là uống nước bưởi thường xuyên, thì cái tốt nhất là bác sĩ nên chuyển cái thuốc đó qua cái loại thuốc mà nó không bị ảnh hưởng bởi bưởi. Đó là cái cách duy nhất và tốt nhất mà nên làm, chứ không có nên là cách rời nó ra, tại vì ít nhiều gì nó vẫn bị coi như là ảnh hưởng, cho nên không nên như vậy. Ngọc biết có một số bác sĩ là người ta có cái cách làm riêng của người ta, chẳng hạn như là người ta có thể nói bệnh nhân ok nếu muốn thì cứ ăn, nhưng mà giống như người ta điều chỉnh lại cái liều thuốc mà người ta cho mình đó, nhưng mà với điều kiện là mình phải ăn coi như là mỗi ngày phải ăn một cái sự cố định ổn, là một cái sự cố định bao nhiêu đó, chẳng hạn vì Ngọc ví dụ như ok mỗi ngày ăn nửa trái bưởi thì luôn luôn mỗi ngày ăn nửa trái bưởi chẳng hạn như vậy, hoặc là mỗi ngày uống nửa ly juice bưởi thì ngày nào cũng uống như vậy, thì với một cái sự đều đặn. Nhưng mà cái suy nghĩ của Ngọc là như vậy, nếu như có những cái thuốc khác mà mình có thể đổi qua để không bị ảnh hưởng bởi bưởi thì cái đó là cách tốt nhất, đúng không? Tại vì mình đâu có chắc chắn được là mỗi ngày mình ăn giống như vậy hay là ăn y như vậy đâu, cái đó rất là khó để mà để điều khiển trong cái vấn đề đó. Thành ra cho khỏe trước, mình nên nếu như có cái trường hợp mà mình có thể đổi qua cái thuốc mà nó không bị ảnh hưởng bởi bưởi thì đó là cách theo Ngọc nghĩ đó là cách tốt nhất mà mình nên làm đó. Thì nếu như mà mình đã quên ở bác sĩ mình không hỏi đó
Ví dụ mình nhớ mình hỏi liền ngay đó thì bác sĩ đổi qua cái thuốc khác thì nó khỏe hơn, khỏi phải mất thời gian dược sĩ phải gọi tới gọi lui. Tại vì Ngọc, dược sĩ không thể nào tự động mình thay đổi được, mà luôn luôn phải cần sự chấp thuận của bác sĩ. Đó, thì nó phải mất thời gian nói tới nói lui, rồi cuối cùng mới được đổi qua thuốc khác. Thì nó rất là mất công, mất thời gian. Đó, thành ra nếu như mà mình nhớ, mình hỏi liền ngay từ bác sĩ ở đó đó, thì bác sĩ có thể chuyển đổi luôn cho mình, hoặc là cái ý bác sĩ như thế nào đó thì mình được tư vấn liền ngay từ đó, thì nó đỡ mất thời gian của mình hơn. Tuy nhiên nếu như mà mình đã quên, mình không hỏi ở bác sĩ rồi đó, mà khi mình tới mình lấy thuốc thì mình có thể hỏi, nếu như mình là cái người hay ăn bưởi, thành ra mình có thể hỏi bác nhà thuốc đó hay hỏi dược sĩ đó là có ảnh hưởng hay không. Mà nếu như ảnh hưởng thì mình nói dược sĩ, gọi gọi tới bác sĩ và nói bác sĩ đổi một cái thuốc khác cho mình đó, thì cái đó nó không là cái vấn đề gì lớn lao hết, nhưng mình chỉ chú ý mình cẩn thận. Và rồi nếu như mình đã quên bác sĩ rồi mình cũng quên hỏi dược sĩ luôn, thì thường á trên cái bình thuốc mà khi mà Ngọc làm, Ngọc đưa cho bệnh nhân đó, thì khi mà Ngọc dán cái label đó, tức là cái toa thuốc, cái mạc của trên cái bình thuốc đó, để mà nói là cách uống như thế nào, rồi tên tuổi, rồi thuốc trong đó là thuốc gì này kia đó, thì thường luôn luôn là nó có những cái miếng mà dán mà nhỏ nhỏ ở bên cạnh đó, là nó nói những cái điều mà nhắc nhở cẩn thận khi dùng cái thuốc đó, chẳng hạn như là nên uống với sau khi ăn, hay là nên tránh bưởi, hay là nên tránh những cái vấn đề gì đó chẳng hạn đó, thì nó đều có những cái mà gọi là cái bản dán nhỏ nhỏ đó, mà nó có bên cạnh ngắn ngắn nhỏ nhỏ đó, là cái đó là những cái mà nó là cho sự cẩn thận nên làm như thế nào khi mà mình uống cái thuốc đó, thì mình có thể ngó qua đó đó để mình coi thì nó có cái mà gọi là tránh bưởi hay là không. Mà nếu như nó không có, mà mình người hay ăn bưởi nữa, thì nếu như mình không có cảm thấy là ồ có chắc chắn hay không, tại vì thực sự cái mạc mà nhỏ nhỏ mà để dán thêm mà nói về sự cẩn thận khi uống thuốc đó đó, đôi khi mấy đứa dược tá đó nó không có cẩn thận. Thường mà những đứa dược tá mà nó cẩn thận á thì nó dán, hoặc là nó có thời gian á thì nó dán đầy đủ hết, thể cái nào ra là nó đều dán lên đi cái bình thuốc cho mình hết. Nhưng mà đôi khi á nó bận rộn quá, nó cần phải làm cho nhanh đó, thì đôi khi có những cái mà gọi là nó không có cẩn thận, những đứa mà nó làm không cẩn thận đó, và nó cũng không biết cái nào là nên cái nào không nên đó, đôi khi và mấy đứa mà mới nó làm việc chưa quen đó, thì nó có thể là nó không dán cái đó lên đó. Thành ra nếu như mình là cái người mà hay ăn bưởi và biết mình như vậy đó, thì cái cách tốt nhất mình không an tâm đó, thì cứ nhấc cái điện thoại gọi tới ngay chỗ dược sĩ đó, ở cái chỗ mà nhà thuốc đó, và hỏi ồ tôi mới lấy thuốc này thì có thể cho tôi biết là cái thuốc này nó có cần phải tránh bưởi hay không, vì tôi ăn bưởi rất là thường xuyên đó, thì cái đó là rất là cái bình thường. Nhưng mà nhớ là mình phải cần nên biết về cái điều đó để mà mình xem xét trong cái vấn đề mà uống thuốc đó của mình, cho đến khi mình uống vô rồi nó có những cái tác hại nó xảy ra rồi, thì lúc đó mới vỡ lẽ ra thì đã muộn rồi. Thì cái đó là cái khuyên của Ngọc. À, thì đó là Ngọc giải thích sơ về cái câu hỏi mà cô mấy các cô hỏi Ngọc về cái vấn đề mà có thể là tách rời cái sự mà ăn bưởi với lại cái thuốc đó, ví dụ mình ăn buổi sáng rồi mình uống thuốc buổi chiều thì nó vẫn ok hay được, có được hay là không đó, thì Ngọc đã trả lời cái câu hỏi đó, và Ngọc giải thích thêm cách làm sao để mà ngăn ngừa cái chuyện đó. Thì cái cách tốt nhất đối với Ngọc đó là nên chuyển qua cái thuốc nào mà nó không bị ảnh hưởng bởi bưởi, chứ còn mà ăn buổi sáng có cách thời gian bao nhiêu đi nữa thì cái sự ảnh hưởng ít nhiều nó vẫn có. Thì đối với Ngọc, Ngọc nghĩ là nó không nên, trừ khi mình phải gọi là uống cái thuốc đó thì mới chịu thôi, còn nếu như có những cái trường hợp có thể đổi thì nhất tốt nhất là nên đổi, chứ không nên mà ngăn ngừa như vậy đó. Thì cái đó là cái điều mà nói về câu cái bài hôm trước. Thì riêng cái hôm nay là Ngọc muốn nói, tức là cái tác ảnh hưởng của bưởi mà lên nó chung lên tất cả những cái thuốc khác đó luôn, chứ không phải chỉ là cái thuốc mà Cao mở hôm trước thôi. Thì có hai cách mà bưởi nó làm ảnh hưởng lên cái tác dụng của thuốc. Cái cách thứ nhất là như hôm trước mà Ngọc giải thích trong cái mà về cái thuốc Cao mở đó, tức là nó ngăn chặn cái sự phân hủy của cái thuốc Cao mở ở trong máu. Thì khi mà nó ngăn ngừa
giống như thuốc uống vào trong cơ thể của mình, thì khi nó vào trong máu, nó đi qua một số bộ phận đó thì nó sẽ được phân hủy xuống một phần, và chỉ còn một phần nào đó thôi là mới đem lại những cái công dụng mà mình cần nó phải làm cho mình, nó giúp cho mình. Thì cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mình ăn bưởi vào đó, thì cái chất mà ở trong bưởi này đó, có một cái chất đó nó cản trở, nó chặn cái sự làm việc của cái con enzyme mà phân hủy cái thuốc cao mỡ, hay là những cái thuốc mà được phân hủy bởi cái con enzyme đó. Thì cái bưởi vào nó làm cho cái con enzyme đó nó không hoạt động. Và khi con enzyme nó không hoạt động thì cái liều lượng của thuốc thay vì bị phân hủy xuống thì giờ nó tồn đọng ở trong máu nhiều. Đó. Mà khi nó tồn đọng ở trong máu nhiều thì ngoài cái chuyện mà nó đem cái tác đem cái công dụng mà mình cần nó giúp cho mình đó, chẳng hạn như là liều lượng mỡ đó giảm xuống đó, nhưng mà ngược lại khi nó tồn đọng nhiều thì nó cái tác hại, những cái tác hại phụ của nó cũng sẽ nhiều lên đó. Cho nên cái đó mới là cái điểm mà mình cần phải chú ý, phải quan tâm tới. Tại vì có những một số cái tác hại đó đôi khi ở cái liều lượng thấp á, thì nó không sao, nó không xảy ra, nhưng mà khi nó ở liều lượng cao đó thì nó lại xảy ra đó. Mà những cái tác hại mà ví dụ như nó đơn giản thì không nói, nhưng mà có một số tác hại mà phụ đó mà khi nó xảy ra nó rất là nghiêm trọng. Chẳng hạn như trong cái ví dụ mà hôm trước mình nói về cái thuốc cao mỡ đó, thì một cái là nó làm cho đau cơ, coi như là nó làm cho gọi là breakdown, tức là cái cơ nó bị phân hủy đó. Đó. Cái đó nó rất hiếm là xảy ra. Nhưng mà một khi nó xảy ra thì nó rất là tai hại, nó rất là nguy hiểm. Cho nên mà thường là cái tác hại đó nó xảy ra khi mà cái liều lượng thuốc cao mỡ mình uống vào nó cao, thì nó dễ xảy ra những cái trường hợp đó. Cho nên thay vì mình gọi là giống như cố gắng mà ngăn ngừa nó, thì tốt hơn hết là mình thay một cái thuốc khác để mà mình không có phải có cái nguy cơ bị cái ảnh hưởng, bị cái tác hại đó, cái tác hại nguy hiểm đó đối với mình. Thì cái đó là cái cách thứ nhất, là cái trái bưởi đó nó ngăn chặn cái sự hoạt động của con enzyme mà phân hủy thuốc khi nó vào trong cơ thể của mình. Thì cái đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai á là nó khi mà thuốc mình uống thuốc vào trong cơ thể của mình, thì để mà thuốc nó được hấp thụ từ trong cái đường ruột của mình, để nó được hấp thụ vào trong máu đó, thì nó có một cái gọi là cái quá trình mà gọi là giống như dùng chữ nôm na là chuyên chở, tức là nó phải cần, không phải cái chất nó tự động nó đi ngang qua cái thành ruột, không có được như vậy đó. Cái đó nó không có được như vậy. Ngọc không biết các cô chú anh chị em mình có xem hết những theo dõi kỹ những cái video của Ngọc hay không, nhưng mà có một chất duy nhất mà tới bây giờ mà Ngọc đã nói trong cái video trước, đó là cái chất sắt. Có nhớ không, có một cái chất sắt mà sắt mà từ máu đó, là từ những thịt mà ăn đỏ đó, thì chỉ có cái chất đó là mà nó mới đi ngang đi 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 qua mà không cần cái gì hết đó. Còn những chất khác hầu hết là đều phải cần có một cái sự chuyên chở đó. Thì có cái những cái là cái protein hay là cái con enzyme, nói nôm na con enzyme đi, mà nó phải chuyên chở để nó mới đưa những cái chất thuốc này đi ngang qua cái thành ruột đó rồi mới vào trong máu được đó. Thì cái bưởi này nó có cái chất nó làm cản trở cái sự hoạt động của những cái con enzyme mà chuyên chở để đưa thuốc hấp thụ vào máu, tức là nó ngăn cản cái sự hấp thụ của máu của thuốc vào trong máu. Thành ra với cái tác hại này á, cái ảnh hưởng này á, thì nó làm cho cái liều lượng của thuốc mà vào trong máu nó không có đủ, nó thấp. Thì khi nó không vào đủ, nó cái liều lượng nó thấp thì nó không đem đến những cái công dụng mà mình cần thiết nó cho cơ thể của mình đó. Thành ra có hai tác hại, một tác hại là nó làm tăng quá nhiều trong máu, còn cái tác hại kia, cái cách thứ hai đó là nó lại làm cho cái liều lượng thuốc thấp, không có đủ ở trong máu đó. Thành ra hai cách mà nó làm ảnh hưởng lên cái tác động của thuốc ở trong cơ thể của mình. Cho nên cái tốt nhất là mình nên, nếu như mình là cái người mà hay ăn bưởi thường xuyên đó, thì nên
hỏi bác sĩ hoặc là dược sĩ đó là cái thuốc này nó có ảnh hưởng hay là không, hay là có cần phải coi như là ngăn ngừa cái chuyện mà ăn cái trái bưởi hay là không, thì mình nên hỏi đó. Ngọc, tại vì nói mà liệt kê ra hết tất cả mọi cái thuốc thì nó rất là nhiều. Mà Ngọc nghĩ, Ngọc có liệt kê ra Ngọc nói xong rồi thì thực sự cũng không có cô chú nào của mình mà nhớ đâu. Thành ra Ngọc liệt kê tức là cái nhóm thuốc, thuốc uống cao mỡ, cao huyết áp, thuốc uống cho cái vấn đề mà về tim, rồi thuốc mà những thuốc này là thuốc quan trọng mà hay thường gặp đó, rồi thuốc mà uống cho cái vấn đề mà ngăn ngừa cái sự phản kháng của cái cơ thể mình lại với những cô chú mà bị khi mình cấy ghép nội tạng đó, thì cái một số thuốc mà mình uống để mà ngăn ngừa cái sự mà rejection, tức là cái cơ thể mình nó chống lại những cái nội tạng mà ghép vào trong cơ thể của mình đó, thì cái đó cũng rất là quan trọng. Thì cũng có một số thuốc nó bị ảnh hưởng bởi những cái trái bưởi này, bởi bưởi đó. Rồi thuốc mà cho về seizure tức là động kinh đó, co giật đó, là nó cũng có ảnh hưởng. Rồi một số thứ mà dưỡng, chẳng hạn như cái thuốc mà Allegra, mà thuốc mà chống dưỡng mà over the counter mà bác không cần có bác sĩ ở ngoài đó, thì nó cũng có ảnh bị ảnh hưởng bởi bưởi mà bằng cái cách thứ hai này. Cái đó là cái Ngọc nhớ đó. Thì nói chung là nó có nhiều thuốc mà nó bị ảnh hưởng bởi cái trái bưởi này, tức là tất cả những cái thuốc nào mà chẳng hạn như mà phải cần những cái con enzyme này nó phân hủy xuống, hoặc là nó cần cái con enzyme này để nó chuyển vào trong máu đó, tức là những thuốc mà cần phải những con enzyme này theo đều bị ảnh hưởng bởi bưởi hết. Cho nên tốt nhất là mình nên mỗi lần mà mình lấy thuốc gì mà mới mà từ bác sĩ cho mình mà uống mà để trị bệnh rồi đó, thì cái tốt nhất là mình nên hỏi bác sĩ đó, để mà coi như là thay đổi nó ngay từ đầu nếu như có thể làm cái việc đó. Ở đây Ngọc có viết ra những cái điều cần chú ý nếu như mình là người mà hay ăn bưởi, thì những cái điều thứ nhất là đó là cả kiểm tra để coi thì có cần tránh bưởi hay là không đối với những thứ thuốc mình uống, thứ nhất. Thứ hai nữa, có một số nước juice ấy, mà nó cũng có pha với nước bưởi vào trong đó, thì nó có cái tên khác, thành ra mình phải cẩn thận đó. Thì khi mà những cái thuốc mà nó có viết trên đó là tránh bưởi hay là cẩn thận với một số nước juice đó, thì ngoài cái việc mà mình biết cái đó rồi thì mình cũng nên kiểm tra những cái nước juice mà mình uống nữa, coi thử là nó có pha trộn với cái nước bưởi trong đó hay là không. Tại vì có một số nước ở ngoài đó nó có pha trộn với nước bưởi ở trong đó nữa. Đó, thành ra nếu như mà nó có chung như vậy thì mình cũng phải cẩn thận, tại vì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái phần nước bưởi ở trong đó. Và cái một số cái trái mà nó không phải bưởi hoàn toàn nhưng mà gọi là nó lai giống với trái bưởi đó, nó lai giống, thì Ngọc có viết ra mấy cái tên mà tiếng Anh. Thì cái này thì Ngọc thấy là Ngọc hay mua ở mấy cái tiệm của Mỹ này, cái trái cây của Mỹ, cái trái màu xanh xanh đó, thì cái loại này. Còn Tantalo này thì cái dạng mà nó hơi hơi giống như mấy trái quýt á đó. Thì mặc dù nó không phải là bưởi nhưng mà nó gọi là lai giống với bưởi, thì theo như cái thông tin mà Ngọc đọc được đó thì nó cũng có cái sự ảnh hưởng giống như bưởi lên thuốc, cho nên thành ra phải cẩn thận với những cái trái này nữa chứ không phải chỉ là bưởi không. Thì Ngọc hy vọng là qua cái video của ngày hôm nay thì nói chung là các cô chú anh chị em mình có cái hiểu tổng quát hơn về cái sự ảnh hưởng của bưởi lên tất cả mọi thuốc men đó. Thì nếu như mình là người mà hay ăn bưởi hay uống nước bưởi rồi đó, hay là ăn những cái dạng trái mà là giống giống bưởi đó, thì mình nên cẩn thận một chút để cho nó không có gây ra những cái tác hại mà mình không có muốn đó. Thì nếu như trong cái trường hợp hay là những cái thuốc men gì đó mà các cô chú anh chị em mình mà riêng từng cụ thể của mình đó mà có chắc chắn hay không đó,
thì muốn hỏi Ngọc hay là có những cái trường hợp gì đó nó như thế nào đó thì muốn thì hay là thắc mắc về những cái điều gì mà Ngọc đang nói đây thì cứ comment cho Ngọc, thì Ngọc dựa vào đó và Ngọc có thể giúp giải thích thêm để cho hiểu cho nó rõ ràng. Thì Ngọc rất là cảm ơn sự theo dõi của các cô chú anh chị em mình. Nếu như các cô chú anh chị em nào của mình mà xem được cái video này của Ngọc hay là tất cả những cái video khác của Ngọc đó mà là Ngọc đã chia sẻ đó, đến bây giờ thì cũng cả gần cả 100 video đó, cũng hơn rồi đó chứ, thì Ngọc mong rằng nếu mà chưa có đăng ký vào trong kênh của Ngọc thì giúp Ngọc, ủng hộ Ngọc bằng cách đăng ký vào trong kênh giúp Ngọc đi. Tại vì Ngọc muốn là cho cái sự mà nó càng nhiều cô chú mà vào trong kênh mà coi như là đăng ký vào kênh đó thì nó sẽ ủng hộ, nó giúp Ngọc rất là nhiều trong cái vấn đề mà truyền tải những cái thông tin này cũng như là nhận được cái sự gọi là support từ cái YouTube để cho Ngọc có thể làm được những cái điều khác mà Ngọc muốn làm hơn nữa. Thành ra là Ngọc muốn nếu như các cô chú anh chị em mình, thứ nhất nếu như mà đã đăng ký rồi kênh rồi mà thấy cái thông tin này nó hữu ích thì giúp Ngọc chia sẻ với nhiều người hơn nữa. Còn các cô chú anh chị em nào mà chưa có đăng ký vào trong kênh đó thì giúp Ngọc đăng ký vào trong kênh để cho cái số lượng người mà đăng ký vào kênh nó tăng lên, thì từ từ Ngọc mới có được nhiều cái support từ cái YouTube để mà Ngọc có thể làm được những cái điều Ngọc muốn làm trong tương lai. Thì Ngọc rất là cảm ơn về cái sự gọi là support coi như là ủng hộ Ngọc trong cái thời gian qua của các cô chú anh chị em mình và những cái lời mà nhắn gửi vào và gọi là nhắn nhủ Ngọc và điều này điều kia. Thì Ngọc rất là cảm ơn về sự đó. Và một cái điều này Ngọc muốn nói tức là trong những cái vấn đề mà lỗi chính tả hay này kia mà lý tí linh tinh này nọ đó thì Ngọc rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của các cô chú anh chị em mình. Ngọc hoàn toàn không có cái vấn đề gì hết nếu như các cô chú anh chị em góp ý với Ngọc. Tại vì thực sự khi mà nói á, thì khác nhưng mà khi viết xuống, mà nhất là Ngọc khi Ngọc làm video này, tại vì thực sự trong cái đầu Ngọc là toàn là những cái dòng suy nghĩ bằng tiếng Anh, rồi Ngọc phải cố gắng dịch qua và viết xuống tiếng Việt. Thành ra đôi khi cái đầu Ngọc nghĩ vậy và Ngọc viết xuống giống như gọi là không có mà từng ly từng tí để mà theo dõi cái lỗi chính tả. Cho nên thành ra là nếu như các cô chú anh chị em mình gọi là thông cảm cho những cái lỗi đó là Ngọc rất là cảm ơn rồi. Còn nếu như viết vào và chia sẻ với Ngọc và chỉnh Ngọc đó, Ngọc rất là cảm ơn chứ không có sao hết, Ngọc không có vấn đề gì hết. Thành ra cứ tự nhiên mà làm, không có vấn đề gì hết. Cứ góp ý cho Ngọc, tại vì càng góp ý thì nó càng gọi là tốt hơn, gọi là làm cho Ngọc phát triển, gọi là càng ngày càng tiến bộ hơn trong cái vấn đề đó chứ không có sao hết. Thành ra Ngọc rất là cảm ơn. Thì Ngọc xin dừng ở đây. Rất là mong được cái sự ủng hộ lâu dài của các cô chú anh chị em mình. Ngọc xin chào.